Tiên đế lo cho nhà thuộc hắn không thắng được thì nghiệp vương chưa yên nên ủy thác cho thần lo diệt giặc. Nhớ lời tiên đế lượng tài mình, thần đánh giặc là lấy yếu đánh mạnh. Nếu không đánh giặc thì nghiệp vương sẽ mất. Chỉ ngồi mà đợi mất hai sẽ cùng nhau ra đánh giặc. Đó là cớ mà tiên đế ủy thác cho thần mà không nghi ngại. Từ khi lĩnh mệnh ngày quên ăn, đêm quên ngủ thì chỉ nghĩ đến việc Bắc Trinh, trước đưa quân lên phía nam cho đến tháng 5 đã qua sông Lư, đi vào đất cỏ mấy ngày mà nên công, thần không tiếc gì đến thân vậy. Vì nghiệp vương chưa lập được ở thục nảy phải sông pha nguy hiểm để khỏi phụ lòng tiên đế. Nhiều người bàn kế mãi mà chưa thành. Nay giặc vừa thua ở phía tây, lại rối loạn ở phía đông, phép dùng binh là phải thừa cơ địch mỏi mệt mà đánh tới. Xin tâu trình hết mọi nhẽ. Xưa tiên đế sáng tựa mặt trời mặt trăng, như thần uyên bác thế mà phải vượt mọi sự hiểm yếu để dựng nghiệp, nguy rồi mới yên. Nay bệ chưa sánh tài cao đế, như thần không bằng lương, bình mà lại muốn lấy mẻo lớn thắng thủ, ngồi trên cao mà yên định thiên hạ. Đó là điều thứ nhất thần không hiểu nổi. Lưu biểu, Vương Lãng mỗi người chiếm cứ một châu quận, bàn mưu tính kế xúc phạm đến các bậc thánh nhân, mọi người đem lòng nghi ngờ, trong đầu bực bội, nay không đánh giặc mai cũng chẳng cất quân, khiến cho tôn quyền ngày càng thêm mạnh sẽ chiếm Giang Đông, đó là điều thứ hai thần không hiểu nổi. Tào Tháo khôn ngoan lắm kế, hơn hẳn nhiều người, phép dùng binh thì giống Tôn Ngô mà vẫn bị khốn ở Nam Dương, bị hiểm ở Ô Sào, nguy ở Kỳ Liên, bị bức ở Lê Dương, mấy lần thua ở Ba Sơn, suýt chết ở Đông Quan. Sau mới tạm định một thời vậy. Húng thần tài mọn, bệ hạ lại không muốn thần trải nguy nan mà định được thiên hạ. Đó là điều thứ ba thần không hiểu nổi. Tào Tháo 5 lần đánh Xương Bá không được, 4 lần vượt Xào Hồ không thành, dùng Lý Phục mà Lý Phục nên công, dùng Hạ Hầu mà Hạ Hầu bại trận. Tiên đế thường khen Tháo là người giỏi vẫn có chỗ kém ấy. Húng thần tự thấy mình kém cỏi lẽ nào lại nắm chắc phần thắng. Đó là điều thứ tư thần không hiểu nổi. Từ khi thần tới Hán Trung khoảng trong 1 năm mà mất Triệu Vân, Dương Quân, Mã Ngọc, Diễm Chi, Đinh Lập, Bạch Thọ, Lưu Cát, Đăng Đông. Cùng hơn 70 tướng giữ đồn, mất những tướng giỏi như Tuân Du, Thanh Cương, lại mất hơn 1000 tướng tân kỵ võ kỵ, chỉ trong vài chục năm thôi. Đó là quân tướng tinh nhuệ thu thập từ 4 phương chứ không phải một châu một quận, chỉ trong vài năm đã mất 2/3 vậy. Thế giờ sao có đủ sức phá địch? Đó là điều thứ năm thần không hiểu nổi. Nay dân cùng quân kiệt mà công việc chưa thành thì phải chạy vay ngược hao tâm tôn trí. Thế mà không chịu sớm sớm lo liệu đi, muốn lấy cho được một châu để mưu đánh giặc lâu dài, đó là điều thứ sáu thần không hiểu nổi. Phần điều khó bàn định nhất chính là việc ấy. Xưa tiên đế thua ở Sở, bấy giờ Tào Tháo trỏ tay nói rằng thiên hạ đã định. Về sau tiên đế liên minh với Ngô Việt ở phía đông, lấy Ba Thục ở phía tây, cất quân đánh lên phía bắc do Hạ Hầu Đôn làm tiên phong. Đó là lúc mẹo Tào Tháo bị phá mà sự nghiệp Hán sắp thành. Về sau Đông Ngô trái lời giao hiếu. Quan Vũ thua trận. Tào Phi xứng đế. Phần những việc như thế tuy có thể là nghịch tà. Thần Cúc Cung tận tụy xin dốc lòng đến chết mới thôi. Đến như thành bại, được mất chẳng phải do cái tài giỏi của thần có thể xoay ngược lại vậy.